Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn test cái bộ kit Zigbee CC2530. Thì đây, bộ sản phẩm này. Bộ sản phẩm này có gồm các cái kit và mảnh nạp như ở trên đây. Combo của nó gồm những cái thứ đây. Là dây, dây USB AB, hai bộ kit, một cái mảnh nạp Smart, đây, mảnh nạp Smart RF04, một đĩa tài liệu. Thì trong cái đĩa này có tất cả các phần mềm, có cái ứng dụng hay là các cái code liên quan đến bộ kit này, và một bộ khung cộng đồng để các bạn lắp vào. Rồi thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn test cái bộ kit này cho nó truyền nhận cho nhau. Đây. Thì đầu tiên chúng ta phải nạp code cho nó. Đây, các bạn có thể đây, các bạn sẽ lấy tất cả các tài liệu, các cái phần mềm có liên quan đến bộ kit này trong cái ổ CD đấy. Đây, ở đây thì mình đã copy ra rồi. Đây. Đây, bên trong có các cái phần mềm này. Đấy, phần mềm nạp này, viết code này, các cái driver liên quan. Đây. Thì mình nói qua về bộ kit này. Bộ kit này sử dụng IC là CC2530. Đây. IC giao tiếp với máy tính là CB2102. Đây. Có một cổng cắm nguồn 5V này. Cổng giao tiếp USB AB. Và dưới này có một đế pin để chúng ta lắp pin. Phím bấm LED hiển thị này. Và các chân ra. Quan trọng nhất là cái cổng mạch nạp này. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành nạp hai cái code ví dụ để test truyền nhận trên máy tính. Đây. Đầu tiên chúng ta sẽ cắm mạch nạp vào đây, kết nối mạch nạp với máy tính. Okay. Thì các bạn vào quản lý driver. Đây, thì máy tính đã nhận ra cái Smart RF04MB. Thì nếu mà trường hợp bạn chưa cài driver thì nó sẽ hiển thị cái dấu chấm than. Thì các bạn vào update driver này và Chrome này, chọn đến cái đường dẫn dẫn cái file driver mà chúng ta có vào trong cái ổ đĩa ra đấy, và ấn next. Đây, thì đây mình đã cài xong, ok này. Đó, mình tiến hành nạp này. Thì để nạp chương trình, các bạn sẽ cài đặt cái phần mềm này, Smart RF này. Ở đây mình đã cài đặt rồi, bật lên này. Đó, thì đầu tiên các bạn ở giao diện này, các bạn sẽ chọn cái dòng đầu tiên Program CC MV430. Và ở cái ô ở đây nó sẽ hiển thị ra cái tên con chip này là CC2530 và tên mạch nạp này. Đó, tốc độ nạp này. Và ở cái flat này, các bạn sẽ chỉ đến cái đường hướng dẫn của file hack mà mình muốn nạp xuống. Thì ở đây mình sẽ nạp thì ở cái PCB này mình sẽ tạo được một cái mạng cục bộ, là một cái máy chủ này, một cái router và một thiết bị đầu cuối, thì gồm 3 thiết bị. Thì ở đây mình có 2 kit thôi. Mình sẽ nạp một cái core này và một cái router để truyền nhận cho nhau. Đây, mình sẽ nạp kit thứ nhất, mình sẽ nạp là core open. Ở đây là chọn xóa này, nạp này, và đây. Và ở đây mình sẽ chọn cái là try action. Các bạn chờ một lát. Ok, quá trình nạp đã thành công. Bây giờ mình sẽ tiến hành nạp cái kit thứ hai. Thì ở cái kit thứ hai này mình sẽ nạp mình sẽ cấu hình nó là một cái router. Đây, cũng để nguyên tương tự này. Chọn file hack là router. Và cái này bạn chọn second diary. Nạp xuống này. Ok, quá trình nạp thành công. Bây giờ mình sẽ tiến hành test này. Thì
Để test được cái truyền nhận giữa hai cái kit này, các bạn cần chuẩn bị một cái phần mềm, đó là Hercules hoặc là Terminal. Đây, các bạn bật hai giao diện này, bật hai cái này. Đây. Rồi. Sẽ rút ra. Tiếp theo là kết nối hai cái bộ kit này, hai cái kit này với lại máy tính thông qua cái dây USB ở đây. Thì các bạn cần gạt cái khóa cà đây để cấp nguồn cho cả cái kit này. Rồi, các bạn vào quản lý driver. Đây, vào cái port này. Thì như mình vừa nói là nó sẽ giao tiếp với máy tính qua con IC CP2102. Đây, thì đây nó đã nhận ra hai cái kit. Thì nếu mà nó bị dấu chấm than thì các bạn cũng làm tương tự là update driver. Và cũng vào cái đường dẫn driver như vừa rồi. Next nữa. Rồi, ok, ở đây mình đã cài thành công rồi. Đây là một thiết bị được nhận là cổng COM 25 và một cái là cổng COM 26. Thì các bạn vào Hercules này. Một cái mình sẽ chọn là cổng 26 và tốc độ bao là 11.500 và cái thứ hai mình sẽ kết nối với cổng 25 này. Thì ở cái hai cái kit này, khi mà hai cái kit nó đã nhận với nhau thì hai cái led này, hai cái led ở đây nó sẽ báo trạng thái là hai cái đang kết nối với nhau này. Rồi bây giờ mình sẽ truyền từ máy chủ xuống router, từ router lên máy chủ này, send đây và truyền ngược lại này. Chuyển này, chuyển qua lại cho nhau. Ok, thì đến đây quá trình test cái kit Rigby CC2302 đã hoàn thành. Rồi, thì video của mình là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau.